Nhưng mà tức lắm mẹ, con rình mãi sắp bắt được nó thì nó lùi mất. Không dễ ăn đâu con ạ, à. Con kỳ đà nó khỏe lắm đấy. Bộ đội cầm được ăn thịt nó chắc là chóng khỏi ốm mẹ nhỉ. Mẹ ơi, bao giờ bộ đội cầm khỏi ốm về đơn vị, mẹ cho con theo bộ đội mẹ nhá. Con phải hỏi bố chứ. Giặc phát tới bản hồi hiên ta rồi. Mẹ ơi, về bản đi. Còn bố, còn bộ đội đang ở nhà ta. Không được, để mẹ về trước xem sao. Nếu còn tiếng súng, các con không được về. Tối đến, nếu chưa thấy mẹ ra, các con đến hốc núi nuôi kia chờ mẹ. Vâng. Đi nhanh hay bà. Ông Vinh, có chuyện gì thế ông? Thằng Ún dẫn tay về đốt bản, nó dồn dân tập trung ở đằng kia kìa. Mà nhà tôi khuất bản nên mới chạy kịp. Nhà tôi thì sao hả ông? Nhà thì súng nổ, mọi người chạy táo tác cả. Vợ chồng tôi cũng cắm cổ chạy vào rừng, chẳng nhìn thấy gì hết. Trời ơi, kìa bà Phiêu, đi đâu về mà còn đứng đây? Phía nhà bà lửa cháy to lắm. Thế ông nhà tôi, nó đến bất chợt, khổ quá, có nhìn thấy ai đâu. Ta về bản thôi. Không được đâu, mẹ bảo phải đợi mẹ mà. Đây đấy, con tiếng súng đấy. Mày tìm gì thế sao? Em đói. Ừ, nhưng không có lửa. Để tao đi xem có quả vả, quả sung nhặt về cho mà ăn. Phải rồi, mày đợi đây nhé. Thank you.
con. Tốt, ông Ôn, hỏi hỏi cung thằng Việt Minh ngay. Nó không sống về được tới đồn đâu. Dạ. Dẫn nó lên đi, mau. Bộ đội cầm. Anh cầm bắt rồi. Cởi trói cho nó. Đồng phục, dép lốp, ba lô, mũ lưới. Chủ lực của Việt Minh đã về tới đây rồi. Dạ. Mày ở đơn vị nào? Sư đoàn 308? 316? Quân lớn hỏi mày ở đơn vị nào? Được. Quân lớn, bắt đầu uống nước. Cho nó uống. Đây. Mày là trinh sát sư đoàn 308 phải không? Những sư đoàn chủ lực nào của Việt Minh đã tới Điện Biên Phủ? Mày nói, tao sẽ cho đi điều trị ngay. Nếu không, thì số phận của mày như thế nào mày biết rõ rồi đấy. Tao chỉ cần mày nói một câu thôi. Tên là gì? Ở đơn vị nào? Nói! Tên tao là... Tên tao là Bộ đội Cụ Hồ! Thank you.
con đường của anh em Lò Văn Cho, Lò Thị Sa đã đi qua, cũng là con đường của một thế hệ tuổi trẻ miền Tây đất nước. Con đường từ đêm tối tìm ra ánh bình minh. Chân của anh Cầm. Mẹ biết vậy, nhưng diêm hết rồi, phải làm mồi giữ lửa. Không có lửa không thể sống được ở trong rừng. Con bệnh thật chặt cho mẹ. Con lấy la mài ra nướng, mẹ con mình ăn, đói rồi. Mẹ con chúng ta vào rừng đã 1 tháng 14 ngày rồi. Sao ta không gặp người nào của bản ta mẹ nhỉ? Ừ, chả lẽ những người chạy thoát lại bị chúng nó bắt vào khu tập trung. Vào khu tập trung đóng thuế cho pháp, cho phiền đạo. Người già phải đi phụ, con trai lớn phải vào linh. Còn con gái phải vào làm gái xòe cho pháp, cho quan. Mùa rét đến nơi rồi, mẹ lo cho hai con quá. Đói rét con chịu được, không phải khu tập trung đâu mẹ ạ.
cho mà. Nếu như không có mẹ, mẹ đi đâu? Không, mẹ không bao giờ rời xa hai con đâu. Mẹ không đi đâu cả. Nhưng mẹ đã yếu rồi. Không có mẹ, con phải chăm sóc nuôi nấng em xa. Ở rừng phải có lửa. Không có lửa không thể sống được thành người đâu. Bao giờ bộ đội cụ Hồ về mới được về bản? Bố con dặn thế, con hiểu không? Cói này là của anh Cầm. Ô, của anh Cầm đấy hả mẹ? Ừ. Tài liệu này của anh Cầm. Lúc giặc Pháp vào bản, bố con đã kịp giấu xuống chân cầu thang. Bố dặn mẹ con mình phải giữ gìn, đợi bộ đội cụ Hồ về trao lại. Phải nói cho bộ đội cụ Hồ biết anh Cầm đã hy sinh như thế nào. Con nhớ không? Anh trông kìa. Mẹ ơi!
10 năm qua. Nỗi khủng khiếp trong rừng ngày đó giờ đây vẫn còn in đậm trong tâm trí Lò Thị Sa và Lò Văn Trong. Lò Văn Trong hay mẹ nuôi em. Ngày tháng trôi qua, nhớ lời bố mẹ dặn, hai anh em vẫn ẩn náu trong rừng sâu. Đúng thằng Trom con nhà ông xe bản hồi yên ta rồi. Dân bản tường Tây nó giết cả nhà mày rồi Trom à. Trận càng đó Tây cũng bắn chết thằng bọn con rể tao. Nó còn bắt con gái tao vào đội xòe cho quan ở Điện Biên. Nó còn bắt trâu của tao, lợn của tao nữa. Thế bây giờ ông ở đâu? Tao ở... tao ở khu tập trung của thằng Tây. Trom, thằng Tây nó ép tao phải vào ở trong khu tập trung của nó. Ở trong đó cũng khổ lắm. Nó không cho ra ngoài cấy lúa, làm nương. Tao phải trốn vào rừng kiếm măng, kiếm củ mài ăn thêm đấy. Tao không theo thằng Tây đâu. Thế cháu định ở mãi trong rừng. Bao giờ bộ đội cụ hồ về, cháu mới về bản. Thế bao giờ bộ đội cụ hồ về? Thằng Tây xây đồn ở Điện Biên to lắm. Nó có nhiều xe to, có nhiều súng lớn. Nó có cả tàu bay bay trên trời. Cho mà mày cứ sống ở trong rừng mãi thế này, đói khát thành ma khăn cói, thành con hươu con nai mất thôi. Hay là mày cứ về, còn có tao, có dân bản nữa mà. Cháu không đi khu tập trung, không theo Tây. Tao cũng không theo Tây. Tao thù thằng Tây, thù thằng Ún nó giết con rể tao. Nó bắt trâu của tao, bắt lợn của tao. Nó làm cho tao phải sống đói khổ như thế này. Về với Tây, lớn lên phải đi phui, đi lính. Con gái phải vào đội xòe. Tao không theo thằng Tây. Tao cũng mong bộ đội cụ Hồ về giải phóng bản làng. Cho sói. Không, không phải cho sói đâu. Tây dẫn chó đi càn rừng đấy. Nó sợ bộ đội ta để đánh. Con Trom ơi, có đúng thằng Trom bản của Yên ta thật không? Tây, Tây càn rừng chạy mau. Thank you.
cái gì trên kia? Ôi mà con voi! Bắn đi! Bắn! Mà con voi bắn không chết đâu! Mày vào rừng, mày vào tiếp tế cho bộ đội Việt Minh, hả? Bảo quan, đói quá, tôi vào rừng chấm củ mài ăn thôi. Mày có gặp người không? Bảo quan, không có. Rừng này là rừng hoang, chỉ có ma, có gấu, có hổ thôi. Được, để xem. Thằng già nói láo, mày chỉ có con dao cùn, biết thủ đạo của ai đây? Nói mau, nói. Đây để tao về phía bên kia xem sao nhé. Phải giữ lửa cẩn thận. Thế này thì chết rồi.
Mày định đi đâu? Thôi, đừng giận anh nữa. Anh thương em rồi, em định đi đâu? Em định về hang cũ, mày ra chỗ đống lưỡi còn than hồng. Ờ, đúng rồi. Nhưng em không đi được đâu, để anh đi. Không. Em nghe lời anh, nhớ gặp chúng nó, em làm sao chạy được? Thôi, em về hang mới đợi anh. Sa. Em cầm lấy. Cất kỹ cho anh. Nếu anh không có anh, em phải giữ lấy cái này. Đợi bộ đội cụ Hồ về trao lại cho bộ đội. Không được theo Tây. Không. Anh đừng bỏ em một mình. Anh đừng bỏ em. Anh đừng bỏ em. Anh ở phòng xa thôi. Em cứ yên tâm. Em về đi. Khi mày hoa mắt đấy. Mà có gì thì bây giờ cũng yên tâm. Dũng vật sợ lửa lắm. Nó mà đến đây, ta cứ hắt hết đống lửa vào mặt nó là nó phải cong đuôi chạy mất. Thế ném hết đống lửa mà nó cứ quay lại thì sao? Cô mà dám, than đỏ hắt tung vào mặt nó, đồng cháy khét là nó sợ lắm. Cắm cổ chạy mấy ngày cũng dám ngoảnh lại mà. Mới lại, ta cứ phòng trước thế thôi. Giống vật là phải sợ người. Dù người bé như ta, nó cũng phải sợ. Nhưng ta không ở bản, lại tóc dài, đen đúa, rách rưới như thế này. Nhỡ giống vật không nhận ra là người thì sao? Lò vớ lò vẩn. Đúng là đàn bà con gái. Ta không phải là người thì sao ta biết đốt lửa? Các con vật thì không biết đốt lửa, trông thấy lửa lại sợ. Chúng đến đây ta cứ cầm lửa giơ lên là chúng phải nhận ra ta là người. Thank you.
Lò Văn Chon càng không quên được ánh lửa trong rừng sâu ngày nào. Ngọn lửa của niềm tin, của lòng trung thủy, của tình yêu đối với cách mạng. Ngọn lửa sinh tồn đó đã dẫn đường cho hai anh em đến cuộc sống ngày hôm nay. Chân ở suối nước nóng đấy. Anh Trung, anh định giết nó à? Giết chứ. Không. Phải giết lấy thịt ăn chứ. Không, em không ăn thịt. Em ăn củ mài cũng được, ăn nấm cũng được. Anh đừng giết con hươu đẹp này. Đừng sợ em nhé. Để chị đắp thuốc vào chân cho. Khi nào em khỏi, chị dắt đi chơi. Anh Trom không giết em đâu, anh ấy trông dữ thế thôi, mà hiền lắm đấy. Đấy, khỏi rồi, bây giờ chị múa cho em xem nhé. La 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 la. La 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 la
thôi. Mẹ mới chết. Thấy có nhiều tàu bay bay qua, có một con tiếng súng nổ, lại có một cái tàu bay xòe lửa đâm xuống rừng. Súng lớn của bộ đội đấy, bộ đội bắn cháy tàu bay thằng Tây. Bộ đội cụ Hồ về rồi. Không, anh còn ốm lắm, nằm xuống để em đi nấu lá cho anh uống. Không, ta đi tìm bộ đội cụ Hồ ngay. Tìm bộ đội cụ Hồ ở đâu cơ? Ở đâu có tiếng súng to nổ, nơi tàu bay thằng Tây bị cháy. Ta đi thôi.
thằng giặc Pháp. Mày chết rồi à? Súng lớn của bộ đội bắn chết tụi bay mày rồi à? Mày giết bố tao, mày đốt bản làng của tao, mày chết đi thằng giặc Pháp. Bây giờ đến lượt Lò Thị Sa kiếm rau, hái nấm nuôi anh ốm. Đã lâu lắm mới lại thấy bóng người. Em hồi hộp, lo lắng. Yếu quá. Trời, cuốn vào tay của đồng chí Cầm. Bản đồ, số liệu, tình hình địch ở cụm cứ điểm phía Bắc. Nhưng tại sao em bé lại có cuốn sổ này? Thì anh Cầm, trước ở nhà ông Xe, bố thằng Tròn mà lại. Tôi cứ ngờ mãi chỗ này. Cái hang này khuất lắm, ít người biết mà. Thằng Tây, thằng Cún đánh tôi cũng không nói. Tôi đợi bộ đội về để đưa bộ đội vào cứu nó mà. Ngày hôm nay, cuộc sống đói khổ đầy gian nguy của Chom và Sa ở trong rừng sâu đã chấm dứt, bởi vì niềm tin tưởng chờ đợi, nỗi hy vọng thiết tha từ bao lâu nay của hai anh em, cũng như của đồng bào các dân tộc miền Tây Bắc đã đến. Bộ đội cụ Hồ